Hi, welcome to the Easy English class with me. Chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Anh đơn giản cùng với tôi. Today we will start with letter A. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học với chữ cái A nhé. Chữ A is for apple, April, and alligator. Apple. Apple, repeat after me. Đọc theo mình nhé. Repeat after me. Apple, cuối âm apple có chữ L, các bạn đọc uốn lưỡi lên. Apple. Ant, ant, con kiến. Ant. April, cuối âm đấy nó cũng có chữ L, các bạn đọc lên. April, April. Alligator, 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 con cá sấu. Thì cuối nó cũng có chữ L, các bạn đọc không uốn lưỡi, các bạn chỉ alligator, alligator. Bye. Thank you for watching.